Mặc dù các cơ quan đơn vị chức năng đã vào cuộc ngay cuối giờ chiều ngày 18 tháng 3, nhưng qua ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, trong buổi sáng ngày 19 tháng 3, tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý từ công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp dệt may Phố Nối B vẫn tái diễn, chưa được ngăn chặn triệt để, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Mặc dù đơn vị trên đã lấy các tấm gỗ và gạch vỡ để ngăn nước thải chưa qua xử lý từ hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung tràn ra hệ thống cống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp, nhưng nước thải vẫn cứ tràn ra. Tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, nước từ kênh Trần Thành Ngọ bốc mùi hôi thối, tràn ngập tại các tổ dân phố, rừng, thợ, xài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của dân cư. Sáng ra tôi dậy, tôi bước chân xuống đường thì nó nưng một ống chân nước, mùi hôi thối không thể chịu được. Thì bây giờ đề nghị là môi trường giải quyết thế nào cho nó nhanh thoát nước đi, cho dân khỏi ngửi mùi hôi thối nhiễm bệnh. Như sáng nay mưa là nó sẽ ngập đến tận cái khu này trên này của em luôn này. Bây giờ sáng là mưa là nó rút đi rồi thì mới là nó còn cái từng này thôi. Tất cả nó ngập từ trên kia, nó ngập lên tận đấy luôn mà nước rất là đen. Cứ thường xuyên cứ mưa, trời mưa này là bị. Cán bộ đảng viên nhân dân đều có kiến nghị, nhưng mà cũng đã nhiều lần các đồng chí giải thích là đã cho cơ quan chuyên môn đi kiểm tra thực tế ở các nhà máy, cũng đã nhắc nhở và cũng đã có hình thức xử phạt. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là chưa đảm bảo được cái vấn đề môi trường vì vẫn còn nén nút xả ra ngoài.